Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm viên uống chống nắng Polyphenol Broad Spectrum được sản xuất tại Côte d'Ivoire. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về viên uống chống nắng Polyphenol Broad Spectrum cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của viên uống chống nắng Polyphenol Broad Spectrum 16 loại Polyphenol nằm trong top các sản phẩm viên chống nắng chứa nhiều Polyphenol nhất. 16 loại Polyphenol này được chiết xuất từ các quả giàu chất chống oxy hóa nhất thế giới như lựu, táo, trà xanh, nghệ, cam đắng, blueberry nho, cần tây, trái nhỏ, oliver. Chiết xuất hoàn toàn từ thực vật tự nhiên. Non GMO, vegetarian, dairy free, keto friendly. Dạng bảo chế. Dạng bột. Công dụng và chỉ định của viên uống chống nắng polyphenol broad spectrum. Bảo vệ da toàn diện khỏi cả tia UVB và UVA. Trung hòa gốc tự do do tia UV, các loại ánh sáng xanh ô nhiễm môi trường gây ra. Bảo vệ DNA tế bào không bị hư hại. Bảo vệ sợi collagen và elastin. Ngăn chặn lão hóa sớm. Trong số nhiều lý thuyết giải thích cơ chế lão hóa thì lý thuyết gốc tự do oxy hóa là một trong những lý thuyết được chấp nhận nhiều nhất. Vì vậy, nếu muốn duy trì sự tươi trẻ, chúng ta đừng quên uống chất chống oxy hóa. Ngăn chặn hình thành hắc sắc tố melanin gây sạm nám giảm tấy đỏ, kích ứng da. Cách dùng và liều dùng của viên uống chống nắng Polyphenol Broad Spectrum. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Ngày uống 2 đến 4 viên Lưu ý khi sử dụng viên uống chống nắng Polyphenol Broad Spectrum. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm viên uống chống nắng Polyphenol Broad Spectrum. Đồng thời biết cách sử dụng viên uống chống nắng Polyphenol Broad Spectrum sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham